Diễn biến nóng, Ukraine ồ ạt phản công quy mô lớn, cắt đứt nguồn tiếp viện của Nga vào Kherson. Không từ bỏ cuộc chơi, tiểu đoàn Azov thành lập phân đội mới ở Kharkiv để chống lại quân đội Nga. Điều Putin lo sợ nhất đã đến, nhờ Phần Lan, Thụy Điển, NATO sẽ tiến đánh căn cứ quân sự lớn của Nga trong chớp nhoáng. Giúp Ukraine hủy diệt khí tại Nga, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ cháy hàng. Đó là những tin chính trong ngày hôm nay. Bích Trâm kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin quân sự trên kênh Thời báo Sự thật. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 98 với những diễn biến vô cùng khốc liệt và theo những thông tin mới nhất cập nhật từ thực địa, thì sáng ngày 1 tháng 6, các lực lượng của Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn chống lại lực lượng Nga ở Kherson, nhằm cắt đứt nguồn tiếp viện của Moscow vào thành phố cảng phía Nam. Được biết, thì Kherson là thành phố lớn đầu tiên thất thủ khi các lực lượng Nga bắt đầu đổ vào Ukraine. Và kể từ đó thì Kherson đã được Moscow sử dụng như là một trung tâm chiến lược và là trạm trung chuyển giúp các lực lượng Nga tổ chức các cuộc tấn công trên khắp miền Nam Ukraine. Bộ Tổng tham mưu của Ukraine đã cho biết, nhận thấy nguồn lực của Moscow bị suy giảm vì trận chiến ở khu vực phi đông Donbass, Kiev đã tiến hành một cuộc phản công lớn nhằm đẩy quân đội Nga vào vị trí phòng thủ bất lợi. Cuộc phản công của Ukraine nhắm vào các làng Andriyka, Bilohika, Bilakarinitsha cũng như các tuyến đường tiếp viện của Nga qua sông Dnipro. Ngoài ra, các lực lượng của Ukraine đang tiếp tục những hoạt động tấn công và đã đẩy lùi đối phương 9 km khỏi huyện Persilov. Kết quả là Kiev đã thành công khi cô lập quân đội Nga thành hai phần và bao vây kẻ thù ở Davidipurs. Ukraine đã cho biết đã có một trận không chiến nhằm giành quyền kiểm soát bầu trời phía trên khu vực Kherson, trong đó thì không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Theo viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ thì quân đội Nga đã buộc phải lùi về những vị trí phòng thủ sau cuộc phản công với Ukraine. Mặc dù cuộc phản công của Ukraine chưa có khả năng chiếm lại lãnh thổ Kherson trong thời gian tới, nhưng nó sẽ làm gián đoạn những hoạt động của Nga và buộc Nga phải triển khai quân tiếp viện tới khu vực Kherson. Các cuộc phản công cũng có thể làm chậm các nỗ lực của Nga nhằm củng cố quyền kiểm soát hành chính đối với miền Nam Ukraine. Kiev đã cảnh báo rằng Moscow đang tăng viện trên khắp khu vực Kherson bằng cách thiết lập các vị trí phòng thủ mới ở Nova Kharkovka và Stefanik để chống lại cuộc tấn công của Ukraine. Chính quyền tay sai thân Nga do Moscow bổ nhiệm ở Kherson đã yêu cầu Moscow thiết lập các căn cứ quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga vào ngày 30 tháng 5 đã cho biết, việc đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực phía đông Donbass vẫn là ưu tiên tuyệt đối của Moscow. Ông Sergei Lavrov đã nói rằng, ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là giải phóng các khu vực Donetsk và Luhansk hiện đã được Liên bang Nga công nhận là các quốc gia độc lập. Đối với phần còn lại của vùng lãnh thổ ở Ukraine, nơi có những người không muốn cắt đứt quan hệ với Nga, thì người dân của những vùng này sẽ tự quyết định con đường của họ. Tuyên bố trên được ông Lavrov đưa ra khi quân đội Nga được cho là đã tiến vào trung tâm Severodonetsk, là thành phố cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở lưu hành, thuộc vùng công nghiệp Donbass. Moscow đã chuyển trọng tâm sang Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine, sau khi không chiếm được Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Không từ bỏ cuộc chơi, tiểu đoàn Azov thành lập phân đội mới ở Kharkiv để chống lại quân đội Nga. Theo hãng thông tấn Union của Ukraine đã cho biết, một phân đội mới của tiểu đoàn Azov khác tiếng của Ukraine vừa được thành lập tại Kharkiv, miền đông của Ukraine. Và không lâu sau khi Nga rút dần dần lực lượng khỏi thành phố này, các binh sĩ của phân đội Azov mới thành lập sẽ lĩnh nhiệm vụ bảo vệ khu vực Kharkiv khỏi các lực lượng Nga. Tiểu đoàn Azov thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã tham gia trận chiến tại trảo lửa Mariupol, là một thành phố cảng trọng yếu của biển Azov bị Nga bao vây trong hơn 2 tháng. Các chiến binh Azov được xem là lực lượng kháng cự nòng cốt của lực lượng Ukraine tại Mariupol. Tiểu đoàn Azov được thành lập năm 2014 với tư cách là nhóm dân quân tình nguyện đối phó với lực lượng quân sự của các nước Cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine. Và nhiều thành viên ban đầu của tiểu đoàn Azov có quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Sau đó, khi được hợp nhất với lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, thì các chỉ huy của tiểu đoàn Azov đã khẳng định lực lượng này đã loại bỏ tư tưởng cực đoan. Vào giữa tháng 5 vừa qua, Nga bắt đầu lực lượng gần Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine sau nhiều tuần giao tranh, nhằm tập trung cho mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Kharkiv vốn là một trong những mục tiêu tiến công đầu tiên của quân đội Nga kể từ khi Moscow khởi động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, Đến ngày giao tranh thứ 80, thì Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã cho biết, lực lượng Nga đang rút dần khỏi khu vực này để tái triển khai tới Donbass sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng phòng thủ Ukraine. Tuy nhiên, thì Kharkiv vẫn đang nằm trong tầm bắn phá của tên lửa và pháo binh Nga. Ukraine vào ngày 30 tháng 5 đã cho biết rằng, Nga đã tăng cường pháo kích vào một số khu vực ở ngoại ô Kharkiv, nhưng các lực lượng phòng thủ ở đây đã đáp trả khá là mạnh mẽ. Điều Putin lo sợ nhất đã đến, nhờ Phần Lan, Thụy Điển, NATO sẽ tiến đánh căn cứ quân sự lớn của Nga trong chớp nhoáng. Việc Phần Lan gia nhập liên minh sẽ giúp tăng gấp đôi biên giới trên bộ của NATO với Nga từ 750 lên 1.600 dặm. Vào tháng 5, Phần Lan và Thụy Điển cũng nộp đơn xin gia nhập NATO, một động thái lịch sử được thúc đẩy bởi cuộc tấn công của Nga và Ukraine khả năng họ gia nhập liên minh sẽ chấm dứt nhiều thập kỷ không liên kết quân sự đến từ hai nước này và sắp xếp lại môi trường an ninh ở bắc âu và đây chính là điều mà putin lo sợ nhất đó là việc phần lan và thụy điển trở thành thành viên của nato và có thể sẽ làm phức tạp thêm kế hoạch quân sự của nga và đặc biệt là khi tiến hành những hoạt động quân sự tấn công nhắm vào các quốc gia nato ở vùng đông bắc châu âu Việc Phần Lan gia nhập liên minh sẽ giúp tăng gấp đôi biên giới trên bộ của NATO với Nga từ 750 lên 1.600 dặm và mở rộng ranh giới của NATO với bán đảo Kola là một phần quan trọng trong kiến trúc an ninh của Nga. Và đây cũng là khu vực mà Moscow coi là pháo đài quân sự. Bán đảo Kola là nơi tập trung vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Từ bán đảo Kola có thể tiếp cận được hai vùng biển Barents, biển Bắc và cảng biển duy nhất của Nga ở Bắc Cực, nơi không có băng quanh năm. Bán đảo Kola là nơi tập trung vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Từ bán đảo Kola có thể tiếp cận được hai vùng biển Barents, biển Bắc và cảng biển duy nhất của Nga ở Bắc Cực, nơi không có băng quanh năm. Bán đảo này là nơi đóng quân của hạm đội phương Bắc của Nga và nơi có phần lớn các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này. Hạm đội là một thành phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Nga. Vào năm 2020, Vladimir Putin đã nâng hạm đội phương Bắc lên thành một quân khu hành chính quân sự độc lập ngang với bốn quân khu khác là Nga, Tây, Nam, Trung Đông, nêu bật tầm quan trọng của bán đảo Kola đối với Moscow. Bán đảo Kola có nhiều căn cứ và cơ sở quân sự hỗ trợ hạm đội phương Bắc và đóng vai trò là nơi đóng quân cho các hoạt động của lực lượng này ở vùng cao phía Bắc, nơi mà các quan chức NATO cho là trọng tâm trong phòng thủ của Nga. Và tài sản đám gồm nhất của hạm đội phương Bắc đó là khoảng 20 tàu ngầm đang hoạt động, trong đó có nhiều tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Chủ lực của nó là các tàu ngầm lớp Borei và lớp Jason thế hệ thứ tư. Các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei là một trong số những tàu ngầm mới nhất của Nga và mỗi chiếc có thể mang 16 tên lửa đạn đạo và tối đa 96 đầu đạn hạt nhân. Hai tàu ngầm lớp Boray được triển khai cùng với hạm đội phương Bắc và ba chiếc nữa đang được xây dựng và sẽ gia nhập hạm đội trong vòng một thập kỷ. Tàu ngầm tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Jason được đưa vào hoạt động lần đầu tiên năm 2013. Biến thể mới nhất của nó là Jason M đã được đưa vào hoạt động vào năm ngoái. Hạm đội phương Bắc có hai tàu chiến là Jason, ba chiếc nữa đang trong giai đoạn hoàn thiện Tàu Jason mang hỗn hợp tên lửa hành trình thông thường có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền hoặc là trên biển, những vũ khí tầm xa mà các quan chức NATO đã tin rằng Nga có thể sử dụng để chống lại các cảng và cơ sở hạ tầng khác. Sân bay vũ trụ Plesetsk, nơi chứa các tổ hợp tên lửa đạn đạo nhiệt hạch AS-24 Yars cũng nằm trên bán đảo này, cũng như một số căn cứ không quân có thể hỗ trợ máy bay ném bom chiến lược. Vào năm 2012 thì Putin ra lệnh hiện đại hóa kho vũ khí quân sự của Nga, trong đó ưu tiên vũ khí hạt nhân. Sự tập trung lớn nhất của các loại vũ khí này ở bán đảo Kola đã dẫn đến một chương trình nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở hải quân và không quân ở trong khu vực. Theo đánh giá năm 2018 về hình ảnh vệ tinh của The President Observer, Moscow đang xây dựng 50 bông kê vũ khí gia cố để lưu trữ tên lửa hạt nhân và tên lửa thông thường tầm xa trên vịnh Okhoneya của bán đảo, và đây là kho vũ khí lớn nhất của miền Bắc nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng đang mở rộng các căn cứ ở bán đảo Kola để hỗ trợ tốt hơn cho các tàu ngầm lớp Borei và lớp Jason. Các cơ sở hạ tầng cho tàu ngầm và các cơ sở bốc dỡ đặc biệt cho đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo đang được xây dựng ở nhiều căn cứ tàu ngầm trên bán đảo, khắc phục những thiếu sót trong hoạt động của hạm đội phương Bắc thời Liên Xô. Nga cũng đang hiện đại hóa một trong ba căn cứ không quân gần Severomorsk. Việc nâng cấp căn cứ không quân Severomorsk 1 sẽ cải thiện nhận thức của quân đội Nga về khu vực và mở rộng phạm vi hoạt động khi khu vực Bắc Cực trở nên dễ dàng tiếp cận hơn. Phần Lan và Thụy Điển đã hợp tác chặt chẽ với NATO, cả hai đều là đối tác cơ hội của NATO. Mối quan hệ đối tác thân thiết nhất mà một nước không phải là thành viên có thể có với liên minh và cả hai đều là một phần của lực lượng ứng phó của NATO. Việc trở thành thành viên của NATO sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác này. Giúp Ukraine hủy diệt khí tại Nga, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ cháy hàng. Kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược tại Ukraine, một máy bay không người lái tối tân do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã giúp các lực lượng phòng thủ Ukraine đẩy lùi kẻ thù hết lần này đến lần khác. Giờ đây thì thấy được thành tựu của bay Rokta TB2 ở Ukraine rồi, thì quân đội trên khắp thế giới đang tranh nhau đặt hàng loại vũ khí này. Trong suốt chiến dịch quân sự của Nga, các lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 để tiêu diệt loạt khí tài của Nga bao gồm xe tăng và bệ phóng tên lửa đất đối không Buk. Máy bay không người lái Bayraktar lượn lờ bầu trời ở độ cao tới 7,6 km và trút mưa tên lửa dẫn đường bằng laser xuống khí tài của các lực lượng Nga ở bên dưới. Bayraktar TB2 đã hoạt động hiệu quả và giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga đến mức Mikhail Podolyak, một quan chức Ukraine cao cấp và là cố vấn của Tổng thống Vladimir Zelensky, từng ca ngợi máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ là siêu vũ khí trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 3. Ông Podolyak đã cho biết, nhiều AV này đã khiến xe tăng Nga bốc cháy hoàn toàn vì nó rất là đáng sợ và có tính hủy diệt và khó được phát hiện trước thành công của Bayraktar TB2 trong cuộc xung đột với Ukraine đã thu hút nhiều khách hàng quốc tế hơn. Reuters đã cho biết rằng Bayraktar TB2 đang được sử dụng ở các khu vực xung đột khác, bao gồm Syria, Libya và Iraq, và đang giúp thúc đẩy việc xuất khẩu quốc phòng toàn cầu của thổ nhĩ kỳ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo sự thật. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bất Trầm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.